Ngày Valentine đen 14 tháng 4 là ngày lễ không chính thức có nguồn gốc từ nước nào? Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay là Thái Lan? Mời bạn. Em đang phân vân giữa đáp án A và B, nhưng mà theo em nhớ là đáp án B đúng ạ. Tức là Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngày Valentine đen thực ra là một ngày lễ mà người ta, một em không nhớ chính xác, là một công ty nào đó của Hàn Quốc người ta tạo nên cái phong trào này để góp phần là tiêu thụ một cái sản phẩm nào đó. Em nhớ không nhớ chính xác nhưng mà nói chung là mấy cái ngày lễ này tôi nghĩ là phần lớn là do cái đội bán hàng người ta nghĩ ra thôi. Dạ vâng, đúng, chính xác anh ạ. Chứ còn tôi nghe đến ngày Valentine này là tôi thấy cũng sợ lắm rồi, mà hóa ra nó còn có cả ngày Valentine đen nữa. Tức là còn thêm một ngày Valentine nữa. Vâng. Em xin sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, Hàn Quốc hay là Singapore? B chắc chắn là đáp án chính xác, là đáp án cuối cùng của em ạ. B là đáp án cuối cùng của bạn. Vâng, bạn đã nghĩ đến ngày này rồi, bạn đã nghĩ đến Hàn Quốc rồi. Và bạn cần một sự trợ giúp để khẳng định điều đấy. Ngày 14 tháng 4, những người độc thân tại Hàn Quốc sẽ tụ họp với nhau, thường mặc những trang phục màu đen và thưởng thức món mì đen truyền thống đấy. Chắc chắn là mấy ông bán mì nghĩ ra cái ngày này, và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn.